Chị Chít lên đây. Lên 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 lên. Đúng rồi. Cà rốt giỏi lắm. Chú Chít lên đây. Bí ngô lên đây. Chú Chít. Bí ngô lên đây. Bí ngô không biết leo cầu thang rồi. Cà rốt lên đây. Cà rốt lên đây. Đi cà rốt lên đây. Đi lên 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 lên. Chú Chít. Đi lên lên nhanh nhanh nhanh. Chú Chít lên đây. Đi lên lên chú Chít. Chú chít. Lên lên. Đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. Cà rốt giỏi quá. Rồi, thành công, lần đầu tiên leo được lên cầu thang. Đấy là bí ngô nhé. Rồi bí ngô lên đây. Chú chít, lên đây. Nào, dậy bí ngô leo cầu thang nhá. Nào, bí ngô nào. Đây, dậy bí ngô leo cầu thang. Bí ngô, cho bí ngô leo lên trước này. Rồi lên đi, lên đi. Hai ông này bế lên 1-2 bậc bắt đầu mới lên này. Bí ngô giỏi lắm, đi, trèo lên. 2 bậc bắt đầu mới lên này. Bí ngô giỏi lắm, đi, trèo lên. Cũng nhạy lắm rồi. Giỏi. Thành công. Đây, xin giới thiệu mọi người đã xem này. Kim Chi chỉ thích kêu, chỉ thích cả khi đã cà rốt thôi. Suốt ngày là chí chóe với cà rốt. Đấy. Bây giờ đóng cửa luôn. Cà khịa xong chạy. Kim chi đéo là Kim Chi. Ok, lại nhảy vào trong. Cửa không mở ra. Nhảy vào trong làm gì? Lại nhảy ra ngoài. Nhặt đồ chơi. Kim Chi, nhặt đi. Kim Chi đứng dậy, nhặt. Nhặt đi Kim Chi, đứng dậy, nhặt.
béo này, khớp đồ sơ của các con. Béo khớp đồ sơ của các con luôn này. Kiều Chi thì chơi bóng bay không để ý những cái khác, rất thích chơi bóng bay. Kiều Chi rất thích chơi bóng bay. Đây ông cà rốt này, cà rốt đang rất là chấn trở với cả bố của cả ấy. Ôi sao, Kiều Chi làm nổi bóng lúc nào đấy? À, xí được cái nắp vỏ chai rồi.